Sau đây là những người không nên hoặc nên hạn chế ăn tỏi để bảo vệ sức khỏe. Người bị bệnh dạ dày. Tỏi có tính nóng, vị cay nồng. Khi ăn tỏi, các hợp chất trong tỏi như allicin có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Tỏi kích thích dạ dày sản xuất nhiều axit hơn và lượng axit dư thừa này có thể gây ợ nóng, trào ngược axit, thậm chí là làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng. Người bị bệnh gan. Allicin trong tỏi là một hợp chất có hoạt tính sinh học cao, có thể gây độc cho các tế bào gan trong một số trường hợp. Khi được chuyển hóa vào cơ thể, allicin có thể tạo ra các sản phẩm phụ làm tăng gánh nặng cho gan, đặc biệt là ở những người đã có chức năng gan suy yếu do mắc các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan. Người bị rối loạn đông máu, thiếu máu. Allicin trong tỏi có khả năng ức chế sự tập kết tiểu cầu, làm loãng máu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Tác dụng này có lợi cho người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ chảy máu đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có tiền sử rối loạn đông máu.